bỏ lỡ chạy xa xa là cô gái thiệt là đẹp thì đâu ra mau chặn nẻo đốt đường để cấp thơ tại giấc dạ dẫn lại thơ để cái này không giống tôi cái gì cái gì không sợ ma hả?
đừng đừng nhắc hoa, đừng nhắc hoa, có nghe là ơi, thiếu quay về, quay về thấy không? Không chịu nặng thì phải lộn quá. Được rồi, đứng đây chú đệ tử ra nói chuyện chơi gì đó. Ê, gì ông nội? Con đánh mẹ tử, con anh chú đệ tử nội. Tao đi qua chút câu hỏi. Ủa, khi nào nha? Ừ, không cần, làm tao hết rồi. Thôi, chú đi, chú đi. Tao có cách kêu mẹ ra được. Ừ, đừng đâu nha. Đệ tử đâu? Để tử tử không tử không tử không điều chi có an để tử không được để gió cái cổ dạ thôi trời ơi mày nhớ gì vậy trời ơi không ai có thể chi trần Oh.
nếu như cậu nó chi phu như phụ thì cậu lên chồng đó. Nếu như mà nàng ấy mắng cậu á thì dị mẫu chi chi biết gì không? Là dị mẹ với con người ta muốn nói nghe dị mẫu. Ờ đừng nghe nàng cậu. Nhưng mà nghe nàng cậu. Nói nàng cậu. Sao? Nó đẹp á, ngõ nó giao với kèo thì tôi muốn đứng hậu nó vừa giao với ông tôi muốn tụ với cá. Đúng rồi, nếu mà nó như lỡ. Lỡ lỡ lỡ. Cậu nghĩ đi, nam tử hán này thì thương đúng là nhỏ cho lắm cũng là phận với nữ. Ôi ơi, nói gì lắm. Mình cũng là phận nam nhi. Không lẽ cậu chắc thua phụ nữ. Cậu nói là cậu nói đi đúng. Cậu chưa con hay lắm mà con nào cũng có nào. Nam nhi biết được cái đấy phụ nữ nha. Không nghe là cậu là ai nghe phụ nữ không. Mà đừng có để thua phụ nữ ba dụng có nghe. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà đã có cậu của con đó là mẹ cậu thì là bà ngoại của con. Trời ơi, tôi là bố cậu. Trời ơi, trời ơi, tôi mua ông nội đi về. Tôi là bố cậu. Nghĩ sao vậy? Ừ. Trời ơi, bao nhiêu năm quân chưa được kéo. Kéo tôi chiến thủ còn cái sao mà cậu được đánh bại trở về tan tác. Không lẽ cậu mua một con gái hay sao? Đúng rồi. Nó nghe là gia đình ồn quá, gia đình cậu quá ồn. Mà tự nhiên ông mẹ nói tôi muốn mang nhục thì mà ông người chào tôi muốn từ mua trước rồi chào. Sao tôi có thể có vậy? Để gia đình tôi buồn vậy chút xíu đi. Gia đình của con quá ồn đi á. Ủa? Đây, cái gì gia đình của con là xong? Vậy bây giờ trước cũng kêu sao cũng kêu à. Trước cũng kêu sao cũng kêu à. Biết, nghĩ sao ba thì con nào xong. Được. Còn lời dâu á, dữ nhất con tiếng bá. Con Dạ em Linh, dạ mày lên hay tao lên? Dạ em Linh, của ai Linh? Được rồi, bây
thiện. Còn nếu như Sơn Dương mà nuốt lời, tôi giết Sơn Dương chết à. Ủa thầy còn có dao không cô Lam? Dạ có, con làm chứng. Trời ơi, thằng này nó ăn cơm nhà mà nó bẩn không à trời. Có dao hả? Có. Rồi, có dao rồi chồng. Giờ sao? Ủa, sao là sao thì bây giờ thôi rồi mày chịu làm con thì sao? Rồi bây giờ tao chịu làm con nữa hả? Thầy đi. Thề đó hả? Ăn cướp mà nói sao không được á. Ý mà mới vậy thôi mà đã hỏi là không muốn rồi đó. Rồi rồi, dạ, con là tiếp ứng luôn. Xin gian gái có hoặc thế hậu hộ. Con xin cùng lễ quê rất nhẹ mẹ con. Nếu mai sao lỗi đạo, chúc thầy cho luôn tự du cao nghiệp. Hậu hộ cũng biết giải bỏ thân hồ không. Dạ, con chữ đi tự tiếp luôn. Chúc dường mộng hướng tươi đường. Về phải làm ăn lương thiện đấy nha. Dạ, con xin tốt lệnh mẹ. Thầy Đô La, thầy không nói nha. Thầy không nói con nghe. Bây giờ trước kia thì em cho cậu làm Đô La. Bây giờ cậu đã bãi bỏ Đô La tất cả. Nếu cậu hai cùng nhau trở lại đầu đường đại đường. Còn nếu á em muốn về đầu đại đường á, cậu sẽ mang tiền cho em một số vốn để về nhà làm ăn lương thiện thôi. Bây giờ chuyện này nó dễ lắm. Bây giờ chú không được biết về con đồ, mất gì có đi, cậu làm gì? Không. Được rồi. Con về bay đồ cũng đủ sống đó cậu. Vậy là đi đúng không? Để con đi cậu. Chào bà ngoại cái đi. Ủa bà ngoại? Đúng rồi, mẹ cậu hả? Bà ngoại? Sao con? Trời ơi bà ngoại gì mà trẻ tươi sao? Ê, bà ngoại cắt lưỡi con à? Bà ngoại. Cậu thích, cậu không dám. Bây giờ cậu kêu mẹ đó, cậu đừng có nói chuyện với chứa. Cậu dám nói bà ngoại không? Cười, đấy. Nghe xong. Mẹ không được. Dạ. Chưa. Chứ sao để. Con này tao mới được. Đã xuất hiện một nhà. Trước cậu nhà mẹ. Con. Hả. Ngoại. Thôi. Rồi về bãi đồ đi con. Hả cái nhà. Nhớ mai cho bà ngoại mấy bộ nha. Dạ bà ngoại đưa đi đưa mỏi. Không ai được. Có gì bà ngoại. Dạ. Con nghe mẹ nói, hiện tại giá con đang bị Trần Thủy Hồng giấy của tướng.